Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Dạ, cô Đen, nhắn luôn anh là cô Đen. Dạ. Cô Đen ơi, một ngày ta cho mình ăn cơm, mình cũng đủ cảm ơn rồi cô Đen. Thêm người nữa, cô Đen, anh đừng nghe chán, đánh mặt anh đi tới cái cộng đồng anh em lại, cô Đen. Chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả quay trở lại câu chuyện của anh Cu Đen. Mấy ngày hôm nay thì lùm xùm trên mạng về việc phát ngôn cũng như là hành động của anh Cu Đen. Vì sao cộng đồng người con lai ở Mỹ muốn tìm kiếm anh Cu Đen và đồng thời muốn nói lên những cái bức xúc của họ tại cộng đồng người con lai ở Mỹ, và đồng thời những người cộng đồng mạng ở Việt Nam cũng đang bức xúc về cái vấn đề anh Cu Đen. Khác với một người con lai cũng đi tìm mẹ, đau đớn đâu đó đã trôi qua hơn 20 năm mà họ vẫn tiếp tục đi tìm kiếm, mặc dù là trải qua những khó khăn, những thông tin chưa chính xác và nhiều điều trở ngại, nhưng họ vẫn tiếp tục. Đó là anh Randy luôn lúc nào cũng đi tìm mẹ ruột của mình, hoặc là tìm lại người thân của mình. Bên cạnh đó, ngoài anh Cu Đen ra, còn rất là nhiều người con lai, lai da màu, lai da trắng. Thì quý vị khán giả biết là cái thời lịch sử, chiến tranh, những cái thời khắc nghiệt đó, thì chúng ta thấy là những người mẹ sinh con ra không dám nhận con mình là con ruột, mà cho một người khác, hoặc là người dì, người cô, nói chung là người thân, rồi cho ngược lại chính người mẹ đó nuôi con mình mà không dám nhận là con, thì chỉ nhận là con nuôi. Và có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi gia đình thì có mỗi cái hoàn cảnh trớ trêu. Cho nên cái thời điểm đó, thời điểm lịch sử phải nói là vô cùng khó khăn, chiến tranh xảy ra, giữa những người trong cuộc họ không dám nhận người thân của mình, đó là con ruột hoặc là cha vân vân. Thì sau khi cuộc chiến đã tàn thì những người con lai còn ở lại Việt Nam, và lần lượt thì có những cái diện con lai đi Mỹ, và những cái thập niên đó thì chúng ta thấy là những người con lai Mỹ có nhiều gia đình bán cho những người nhu cầu muốn đi Mỹ. Thực sự ra những người mà bán đó thì không phải là cha mẹ ruột, mà họ có thể là những người nuôi dưỡng thôi, cũng không hẳn là cha mẹ nuôi, và cái người chỉ là nuôi dưỡng. Thì nhu cầu trao đổi giữa hai bên, những người muốn đi Mỹ có một người con lai, họ sẽ dễ dàng định cư ở Mỹ, và cái người cần tiền thì họ trao đổi qua với nhau. Thì cái chuyện đó xảy ra ở Việt Nam là mọi người cũng đã biết những cái thông tin đó. Và có những người thì chính gia đình của họ đã đi cùng với em bé, người con lai để định cư sang Mỹ. Kể từ đó, những người con lai được sang Mỹ khi mà không có cha mẹ, chỉ sống với những người bảo hộ khi mà còn trẻ, còn trưởng thành thì tự bươn chải trong cuộc sống, không có người thân, không có gia đình bên cạnh, cha mẹ cũng không biết là ai. Cho nên suốt chiều dài lịch sử, bây giờ nhiều người con lai quay trở lại Việt Nam mong muốn tìm cội nguồn của mình và tìm lại người thân yêu của mình, biết mẹ mình là ai, ở nơi nào. Tuy nhiên thời gian trải qua quá dài, mấy mươi năm, thì những người mẹ đó có thể còn và cũng có thể là về thế giới bên kia. Thông tin tìm kiếm lại mẹ ruột thì cũng là hạn hẹp về cái thông tin. Nhưng mà gần đây thì có cái kênh mạng xã hội, đó là YouTube, thì các anh em hỗ trợ đi tìm kiếm. Thời gian vừa qua thì cái việc tìm kiếm thông tin cho anh Randy, chúng ta cũng đã biết cộng đồng mạng đang quan tâm
và cầu mong cho anh Randy sớm tìm lại nguồn cội của mình. Ai cũng thương anh Randy. Còn quay trở lại câu chuyện của anh Cu Đen, mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau và mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng ở anh Cu Đen, vì sao cộng đồng mạng phản ứng và vì sao hội những người cộng đồng mạng con lai bên Mỹ lại tìm kiếm anh Cu Đen và đồng thời lên tiếng, thậm chí là chỉ trích nặng nề về những cái hành động anh Cu Đen. Chắc có lẽ quý vị khán giả đã từng theo dõi các kênh của các anh và nhiều kênh cũng bình luận về vấn đề này, thay cho cộng đồng mạng để nói lên cái tiếng nói chung thôi. Chắc có lẽ là anh Cu Đen ảnh oán hận trong lòng, và dù cho mình có oán hận hay là oán trách thì mình cũng biết được nguồn cội của mình, đó là chính là người Việt Nam, người mẹ Việt Nam đã sinh ra mình. Còn vì sao, hoàn cảnh như thế nào mẹ bỏ rơi mình, bỏ vào cô nhi viện hoặc là cho người khác. Nhưng cái việc đó nó đã đi qua, và bây giờ anh Cu Đen muốn tìm lại người mẹ ruột của mình thông qua kênh của các anh cũng hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ các anh chưa tìm ra được cái thông tin mẹ ruột của mình, thì rất là may tìm ra được cái người nuôi dưỡng, đó là mẹ nuôi của anh Cu Đen. Dù sao đi nữa, nuôi anh cũng 9 đến 10 tuổi, cái thời gian dài như vậy, chắc có lẽ là ít có người nào mà can đảm để là nuôi một đứa trẻ. Quý vị khán giả thấy, nếu như ở trong đó không có đủ cái tình thương thì không ai dám nhận nuôi một đứa trẻ mà trong cái thời khắc là lịch sử đó, và đồng thời cái thời điểm đó họ cũng thiếu thốn trăm bề. Phải nói là cái ăn còn không đủ nó chứ tới đâu mà là cái mặt. Nhưng những bà mẹ đó phải nói là vĩ đại, nhận nuôi mình. Đó là mẹ nuôi của anh Cu Đen. Mà tới giờ hôm nay, vì sao anh Cu Đen là đối xử với gia đình của mẹ nuôi của mình là như thế? Anh Cu Đen, anh đi quá xa. Quá xa mà cộng đồng mạng dậy sóng phản ứng những cái hành động của anh. Thay vì anh gửi 500 đô về cho mẹ nuôi của mình, mẹ nuôi bây giờ 80 mấy tuổi rồi, bà trí nhớ lúc quên, nói chung bây giờ là tuổi già sức yếu, không còn đủ minh mẫn nữa. Cộng với những cái áp lực gần đây là khi anh Cu Đen xuất hiện, thì làm cho tinh thần cũng như là sức khỏe của cụ Hòa, là mẹ nuôi của anh Cu Đen đó, làm cho suy sụp tinh thần, ảnh hưởng tới gia đình của họ đang sống bây giờ. Thực sự trước đây mấy mươi năm rồi, người ta đâu có nhắc lại anh Cu Đen là ai. Và một người con nuôi da màu mà bà đã từng nuôi bao nhiêu năm qua, ít nhất thì 10 năm trời anh sống trong cái căn nhà có thể là cũ kỹ, rách nát, nhưng ở nơi đó là một cái kỷ niệm suốt cái tuổi thơ ấu của anh. Dù cho mẹ nuôi của mình có nghèo, có khổ, có vất vả, thì anh cũng nhớ những hàng cây, những cái con đường, những cái bậc dốc thềm, hoặc là những cái việc nhỏ nhặt nhất trong gia đình. Tại vì độ tuổi 9-10 tuổi là nhớ nhiều lắm, không thể nào quên trong cái ký ức tuổi thơ của mình được đâu. Ví dụ 5-6 tuổi thì còn quên, 7-8 tuổi thì nhớ chút chút đi. Nhưng mà tới 9-10 tuổi thì cái độ tuổi đó chắc có lẽ là làm việc gì, việc tốt hay việc xấu, hay là những gì đơn giản, những trò chơi, nhảy dây, bắn bi. Đó là cái tuổi thơ của anh, chắc có lẽ anh không thể nào quên được. Nhưng mà ở đây nói là không nhớ tới bà mẹ nuôi thì cái điều hết sức là vô lý. Vô lý thứ hai nữa là cái cách hành xử của anh, chắc có lẽ là cái điều này chính bản thân anh Cu Đen cũng nên xem lại. Gửi cho mẹ Hòa 500 đô khi mà gia đình chưa nhận được, chưa có cái số tiền đó về được cầm trong tay, thì anh lại vội vàng là nhờ những người nhân viên bưu điện lại lấy lại số tiền đó, thì anh bảo là anh gửi nhầm. Xin lỗi anh, ở đây mấy mươi năm qua, khi mà gia đình của cụ Hòa
dù cho khó khăn nghèo khó cỡ nào, người ta cũng đâu có mong chờ cái số tiền của anh cu đen đi Mỹ mấy chục năm rồi để gửi về cho bà đâu. Bao nhiêu năm qua bà vẫn sống được, bao nhiêu cái khó khăn bà vượt qua được, bao nhiêu nước mắt bà đã nuôi anh 10 năm được, mà tới ngày hôm nay, dù cho không phải là mẹ ruột của mình, mẹ nuôi có công dưỡng mình, còn mẹ ruột của mình vì một cái hoàn cảnh nào đó, vì hoàn cảnh của thời khắc chiến tranh không nuôi được mình, cho mình đi, thì đó là người mẹ mà mình muốn tìm. Nhưng bên cạnh đó cũng có một người mẹ nuôi đã từng thương yêu, mớm cho mình từng muỗng cơm, tắm rửa cho mình, chăm sóc cho mình khi mình còn nhỏ. Cái việc đó mình không thể phủ nhận được. Mình sinh ra mình không có lựa chọn được cái nơi mình sinh ra, không lựa chọn được cha mẹ, không lựa chọn được gia đình, cho nên mình ở một cái hoàn cảnh nào đó thì mình chấp nhận thực tại để mà sống, để mà tồn tại. Anh có hình hài ngày hôm nay thì cha anh, mẹ anh đã tạo ra anh, nhưng bên cạnh đó nếu như không có người nuôi dưỡng anh thì liệu anh có sống nổi được tới ngày hôm nay hay không? Và anh thành người trong đó chúng ta phải thành nhân, và thành người thì phải biết lễ nghĩa, phải biết hiểu cái công sức công ơn cha mẹ sinh thành, công ơn dưỡng dục. Còn ở đây anh cu đen ảnh có một cái điều gì đó khắc khoải trong lòng ảnh, thì ảnh có những cái hành động thực sự là không đúng đối với người mẹ nuôi của mình. Gửi 500 đô, nếu như anh nói anh gửi nhầm thì trong lúc anh ra bưu điện anh gửi, hoặc là anh đến ngân hàng anh gửi, có phải là anh ghi tên địa chỉ của nhà mẹ Hòa hay không? Chẳng lẽ anh gửi cho một cái kênh nào đó, hoặc là gửi cho một người hàng xóm nào đó mà anh biết cả tên cả địa chỉ, mà bây giờ tiền đã gửi về tới tới bưu điện rồi đó, tới nơi rồi chưa kịp nhận thì anh lại vội vã anh lấy lại cái số tiền đó lại, anh nói là anh gửi nhầm, có đáng không anh? Nếu như anh có gửi nhầm đi nữa, thay vì ví dụ như anh gửi nhầm cho ai đó thì anh báo là người ta gửi nhầm rồi, nếu như trong tấm lòng anh có thì anh làm từ thiện luôn cái số tiền đó cũng được, nếu như anh gửi nhầm. Đáng chi có 500 đô mà công nuôi dưỡng của anh 10 năm trời mà anh gửi chính về gia đình cho mẹ Hòa rồi, mà bây giờ anh lấy cái số tiền đó lại anh nói là anh gửi nhầm cho mẹ Hòa. Anh đã lớn rồi, anh đã già rồi, anh phải đủ can đảm đứng lên để nói những việc đó, chứ anh đừng có mượn cái nickname giả rồi anh vô anh comment của cái kênh này kênh kia, hoặc là anh chỉ trích chính là người cháu ruột của mẹ Hòa, người cháu ngoại. Video sau Phương Văn sẽ chia sẻ những cái điều mà chúng ta khắc khoải vì sao bé Ni là không bình thường. Vì Ni có chia sẻ trong những cái video trong cái kênh YouTube Ni Trần cá nhân của mình đó quý vị khán giả, mong mọi người hãy ủng hộ em ấy. Vì sao em nói là em không bình thường? Đúng, khi mình sinh ra mình không chọn được nơi sinh, không chọn được cha mẹ, và kể cả giới tính mình cũng không thể chọn lựa được. Cho nên bé Ni nói là em không bình thường, cho nên em muốn tìm lại chính con người của em. Em đi sang Thái em phẫu thuật thì bé Ni đâu có giấu, nhưng tới ngày hôm nay thì cái việc đó nó cũng không ảnh hưởng tới ai, miễn sao em sống vui sống khỏe là được. Quay trở lại anh cu đen, anh tạo một cái nickname cộng đồng mạng cho là anh không để tên thật của anh giấu một cái tên, một nickname khác, và anh vô anh bình luận những lời chỉ trích bé Ni là cháu ngoại của mẹ Hòa đó. Thay vì bây giờ hoàn cảnh của mẹ Hòa với bé Ni ai cũng thương, thực sự là cộng đồng rất là thương. Mẹ Hòa bây giờ là không còn ai, con ruột tức là mẹ ruột của bé Ni đã qua đời, chỉ còn bé Ni hiện tại chăm sóc bà mẹ già 80 mấy tuổi, mà cái người đó cho là mẹ nuôi của anh cu đen. Anh bây giờ anh sang Mỹ rồi, dù sao đi nữa anh cũng ổn định cuộc sống gia đình, anh sang bên đó ít nhất anh cũng nhớ về cái tuổi thơ 9-10 tuổi của anh đi bắn đạn, hoặc là chăn trâu, hoặc là tắm ao tắm bùn gì đó, thậm chí anh chơi với những thằng bạn nào cùng xóm cái thời điểm đó hoặc là cái tuổi đó thì chắc có lẽ là anh cũng nhớ chứ anh không quên. Chính bản thân mình
Ví dụ như Phương Văn là nhớ những cái thời mà còn bé 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 chơi với các bạn hàng xóm, nó chơi những cái gì, trò chơi là thảy cầu hoặc là đánh cầu, nhảy dây, đi tắm ao đó, những cái câu chuyện đó hầu như là nhớ chứ không thể nào mà quên được. Tại cách thường thường con người ta nhớ nhất là cái thời thơ ấu của mình. Thực ra ai cũng có cái tuổi thơ dữ dội của mình, cho nên ai cũng có nhớ về tuổi thơ chứ không thể nào mà quên được các bạn. Nói tiếng quên hẳn mà cái độ tuổi 9-10 tuổi mà quên hẳn không nhớ gì là không đúng rồi, dối lòng mình đó. Dù cho sự thật đau buồn như thế nào, nhưng cái tuổi thơ của mình không có thể nào quên được. Càng khó khăn, càng vất vả thì cái tuổi thơ dữ dội của mình càng nhớ lâu. Đó. Còn ở đây anh Cu Đen, hiện tại thì cộng đồng, những người con lai bên Mỹ lên tiếng, quý vị khán giả lên tiếng tìm kiếm anh Cu Đen và nói lên đây là anh Cu Đen không xứng đáng là một con người. Đó là các anh bên Mỹ, ảnh đã chia sẻ. Và trong cái video này thì Phương Văn cũng xin phép chia sẻ lại từ một cái kênh mà xin phép anh Đầu Trọc Vlog. Mong tất cả quý vị khán giả, hiện tại thì câu chuyện này được nhiều kênh chia sẻ bình luận, thì mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ cho các kênh của các anh Tuấn Vĩ, anh Về Nguồn Vlog, anh Đầu Trọc Vlog, rồi anh Công Trần, rồi nhiều các anh em khác nữa. Thực sự các anh em YouTuber họ đi làm, họ mong muốn đem lại cái điều gì tốt đẹp cho những người trong cuộc, chẳng hạn để tìm kiếm người thân và điều tốt đẹp nhất để cho khán giả theo dõi câu chuyện. Anh Cu Đen, anh đi quá xa, quá xa mà hiện tại cộng đồng người con lai ở Mỹ đang tìm kiếm và tẩy chay anh. Và có một số anh em cũng gọi điện qua các kênh YouTube để nhắn nhủ anh Cu Đen rằng anh Cu Đen không xứng đáng nữa, không xứng đáng là một người con của nguồn cội Việt Nam đi tìm mẹ ở Việt Nam nữa. Thực sự người mẹ nuôi của mình nuôi dưỡng mình 9-10 năm mà mình gửi về có 500 đô mà trong khi đó gửi về chưa tới nữa, thì anh lại vội vã cho nhân viên bưu điện lấy tiền đó lại. Anh nói là anh gửi nhầm. Không ai chấp nhận được điều đó. Cái đồng tiền của anh Cu Đen nó lớn quá, 500 đô đổi ra là khoảng là 11-12 triệu đi quý vị khán giả. Đó, cái số tiền đó đủ mẹ Hòa nuôi anh suốt 10 năm không anh Cu Đen? 9-10 năm trời mẹ tần tảo vất vả khó khăn cũng lo cho anh được một ngày hai bữa cơm, quần áo anh mặc đủ cho anh Cu Đen, chỗ nằm cho anh, đó, rách lành gì cũng nhường cho đứa con của mình. Đó, không có ai mà nói là phủ nhận được tình thương của mẹ dành cho con, dù anh là con nuôi, nhưng mà chính người mẹ đó cũng là người nuôi anh, chăm sóc anh, thì anh phải nhớ lại cái công dưỡng dục. Chứ anh đâu có mất trí nhớ đâu anh Cu Đen, mà anh nói anh không nhớ những người dưỡng dục anh, những người mẹ nuôi anh, nuôi anh 9-10 tuổi. Ví dụ như thương yêu anh cũng nhớ nè, những người ác với anh cũng nhớ, chứ không thể nào phủ nhận được là anh đã quên. Cho nên hiện tại thì bây giờ cộng đồng mạng đang lên tiếng về anh Cu Đen, mà hầu như anh trốn biệt luôn rồi quý vị khán giả. Anh sẽ trốn, anh không còn mặt mũi nào đi tới họp hội hoặc là những ngày lễ lập trong cộng đồng người con lai ở Mỹ. Tại bây giờ ai cũng biết là cái sự hành động nhỏ nhen ích kỷ của mình, mà không hiểu anh Cu Đen nghĩ làm sao mà đối xử với gia đình của mẹ nuôi của mình, đó là mẹ Hòa, để lại tiếng tai thực sự trong cộng đồng trong nước và ngoài nước đều biết về câu chuyện này. Và câu chuyện này còn dẫn dài dài nữa quý vị khán giả. Và anh cũng không nên tạo một cái nickname giả để vô cái kênh của Ni Trần bình luận. Ni Trần là cháu ngoại của mẹ Hòa, thì bây giờ còn nương tựa có hai bà cháu thôi. Thực sự qua đây thì Phương Văn cảm thấy là rất là cảm ơn anh Về Nguồn Vlog. Anh đã từng giúp các em nhiều kênh khác lập kênh YouTube để cho họ chia sẻ cuộc sống đời thường, để họ bật kiếm tiền và họ làm ra đồng tiền chân chính của họ. Thì mới đây thật sự rất là bất ngờ, Phương Văn theo dõi ngay từ đầu mà Phương Văn không có chia sẻ và cũng không có lên tiếng cho tới ngày hôm nay, thì cảm thấy có một cái điều gì đó cần lên tiếng,
cần góp lên tiếng nói cho cộng đồng trên mạng xã hội. Cảm ơn anh về nguồn vlog, anh đã hỗ trợ Ni Trần lập ra cái kênh YouTube, và nguyên một cái bài mà anh về nguồn vlog chia sẻ những cái khó khăn, những cái bước đầu giống như bài học, là những cái nội quy chính sách của YouTube như thế nào, những khó khăn trở thành cái người trong mạng xã hội thì sẽ như thế nào. Không phải làm YouTube là nó dễ dàng khi mà bước đầu gặp nhiều trở ngại. Cho nên anh về nguồn vlog, ảnh chia sẻ thật tình và ảnh hầu như giống như một người thầy dạy cho bé Ni, để khi mà vào mạng xã hội thì mình biết, mình lường trước được những cái việc gì xảy ra. Đâu phải là màu hồng đâu, có những người thương, có những người ghét, những người bình luận chửi bới, cho nên sợ bé Ni là bị sốc. Cho nên anh về nguồn vlog, ảnh chia sẻ cặn kẽ thật sự trong cái video đó, Phương Văn rất là tâm đắc, là giống như một người thầy mà dạy lại một người học trò, cặn kẽ chi tiết vấp ngã, những khó khăn khi mà bước vào làm YouTube không phải dễ dàng, mà ai cũng có thể là vượt qua được đâu quý vị khán giả. Nhiều người bị sốc, cho nên là bé Ni ngay từ đầu là anh về nguồn vlog đã chia sẻ rồi. Và cái kênh của bé Ni trong 10 ngày quý vị khán giả, trong 10 ngày mà đạt 1.000 sub, phải nói là cái số sub đạt như vậy là ít có ai làm được. Và hôm nay thì bé Ni cũng đã bật được kiếm tiền đó, mà cái số lượng đăng ký của kênh bé Ni phải nói là 20 mấy ngàn người, trong khi đó nhiều người khác làm hơn 1-2 năm trời, cái số lượng subscribe chưa có đạt được cái mức tới đó, chứng tỏ rằng là cộng đồng mạng trong và ngoài nước rất là thương yêu bé Ni, thương hoàn cảnh của mẹ Hòa. Và chính câu chuyện của mẹ Hòa có một người con nuôi, đó là anh Cu Đen, nhưng ngày hôm nay thì anh Cu Đen không muốn phủ nhận những chuyện đã qua. Những 10 năm trước mẹ Hòa đã nuôi, gửi cho mẹ Hòa có 500 đô mà anh Cu Đen ảnh đòi lại, gửi nhầm cho mẹ Hòa, thực sự rớt nước mắt của vị khán giả. Thà là anh không nhận, thà là anh không tìm, thà là anh không gửi, để cho mẹ Hòa không đau. Đau vì sao? Không phải đau vì mất cái số tiền 500 đô không nhận được của anh, đau là cái tình. Vì sao anh nở lòng nào mà anh đối xử với mẹ Hòa như thế? Đau đứt ruột khi cái đứa con của mình, đứa con nuôi của mình chăm bảnh từ nhỏ, nuôi ít nhất cũng được 9-10 năm trời, mà tới ngày hôm nay anh Cu Đen anh đối xử với mẹ Hòa thật là tàn nhẫn. Giờ cụ 80 mấy tuổi rồi, nói năng khi nhớ khi quên đó, mà nghe cái tin như vậy quá sốc không? Vừa sức khỏe yếu ốm, vừa bị ảnh hưởng tinh thần, vừa một người con trai nuôi đối xử với mình như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, cộng đồng người con lai ở Mỹ bây giờ người ta biết hết rồi. Chắc có lẽ mai mốt anh Cu Đen cũng không có dám mà đi tới đó để họp mặt các anh em người con lai ở Mỹ đâu quý vị khán giả. Ai cũng biết, ai cũng hiểu rõ hết. Nếu anh có can đảm anh đi đến đó thì chắc có lẽ là anh cũng bị các anh em chỉ trích, và đồng thời dạy cho anh một cái bài học sống làm người. Còn hôm nay thì sau khi cộng đồng mạng phản ứng rất là nhiều, hy vọng là anh Cu Đen xem được một số cái video của anh em chia sẻ góp ý thay cho cộng đồng mạng, thì hy vọng là anh phải suy nghĩ lại chính mình, và đồng thời nếu như bản thân anh mà cảm thấy cái điều gì đó trong thời gian qua anh làm sai với gia đình mẹ Hòa, hoặc có một cái những cái hành động nào đó sai, thì anh cũng nên lên để nói lời xin lỗi chính người thân của mình đó. Thì dù cho anh nói là mẹ nuôi đi nữa, mà không phải là người thân thì ai nuôi anh? Ai nuôi anh từ bé tới 9-10 tuổi đó, thì mình cũng phải nhớ cái công ơn dưỡng dục. Thay vì những cái lời anh giả mạo nickname khác để anh vô kênh của Ni Trần, anh bình luận, anh chỉ trích gay gắt, và đồng thời hành động của anh lấy lại 500 đô đó, thì thực sự là làm người không ai làm thế anh Cu Đen ạ. Chắc có lẽ lần này anh cũng không có cơ hội đi tìm mẹ đâu. Mẹ anh bây giờ không dám, nếu như còn sống cũng nghe cái thông tin như vậy cũng không dám nhận anh đâu. Thật sự
nếu như mẹ anh nhận anh rồi, anh quay trở lại anh hỏi, ủa tại sao ngày xưa bà bỏ tôi, tại sao bà đẻ tôi ra bà không nuôi, bây giờ bà bỏ tôi, bây giờ bà đi nhận tôi. Đó, biết đâu được bản chất con người của anh nói như vậy, thì mẹ anh nhận anh thì mẹ anh còn đau khổ hơn. Thôi, thôi thà là không gặp nhau, làm ngơ còn hơn. Kính thưa quý vị khán giả, thôi Phương Văn sẽ xin phép dừng video ở đây. Mong tất cả quý vị khán giả đăng ký kênh Phương Văn Official và Phương Văn chia sẻ thêm bên kênh Nhỏ To Tâm Sự. Có hai kênh, mong tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện, nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để khi Phương Văn sản xuất video ra thì quý vị khán giả sẽ nhận được video theo dõi câu chuyện. Mong rằng tất cả quý vị khán giả có thể là bình luận phía bên dưới để góp lên tiếng nói cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.